tranh thủ kiếm cháu cho tôi bồng đó nha. Dạ, không biết rồi. Dạ, phải làm được á, được chưa? Tên hả? Thôi anh đi ngủ sớm đi, ngày mai anh còn đi làm sớm nữa đó. Đi làm sớm gì vậy? Em có nấu món gì cho anh ăn nè? Vậy anh thích ăn món gì ạ? Anh thích ăn hả? Nấu món xào tỏi nhất. Rồi nhưng mà ngày mai anh nhớ là phải về sớm nên phụ em đặt rau đó nha. Ok, cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Anh còn đặt rau cho em suốt đời nữa cơ. Em có chịu không? Anh hứa rồi đó nha. Anh hứa rồi. Về ngủ thôi. Thôi mình đi ngủ sớm đi nha. Xong chưa con? Dạ con sắp xong rồi mẹ. Vậy thì lên phòng coi chồng con dậy chưa, kỹ số ăn sáng rồi đi làm nha. Dạ anh dậy rồi, chắc là đang đánh răng rửa mặt ở chợ nữa mẹ. Con bị sao vậy? Có sao không con? Hình như vợ con có tín hiệu có thai. Con sắp xếp nghỉ việc ngày hôm nay, đưa vợ con đi bệnh viện khám thử nha. Dạ mẹ. Nè, lo cái đi, phải đi theo chân với cô ấy cô Tám. Em thấy trong người như thế nào rồi? Dạ, em thấy trong người không được khỏe. Không sao đâu. Mày nói là dấu hiệu của người đang mang thai. Wow, vậy là sắp được làm bố rồi. Anh sẽ cố gắng thương yêu em và con. Sẽ làm tròn trách nhiệm một người bố. Nếu là con trai nó lớn lên, anh sẽ cho nó tập đá bóng. Còn nếu là con gái thì em phải tập nấu ăn ngon giống như em. Em có đồng ý không? Em đồng ý. Thôi, giờ em lên lầu đi, thay đồ đi rồi anh dẫn em đi khám. Dạ. Này mày coi đi. Hả? Cái gì? Tụi bay mới cưới nhau có 2 tuần mà bây giờ có thai 4 tuần. Là sao? Con vợ mình nó đang làm vậy, còn mày không biết hả? Thiệt là hậu đậu, cái gì đó làm cũng xong. Đáng được. Anh, vô ăn sáng rồi đi làm. Thank you.
Cái gì? Tụi bay mới cưới nhau có 2 tuần mà bây giờ có 4 tuần. Con vợ mình đã làm vậy mà mày không biết hả? Alo. Nghe Phong ơi. Mày hả? Tao buồn quá mày ơi. Chuyện gì? Tao không biết phải như thế nào nữa. Tao với vợ tao á mới cưới nhau được có 2 tuần rồi. Mà tao dẫn vợ tao đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói giờ tao có thai 4 tuần rồi. Giờ tao không biết phải như thế nào nữa. À, tao hiểu rồi. Mày nghĩ vợ mày không chung thủy đúng không? Tới gặp bác sĩ đi. Người ta sẽ tư vấn cho mày về cách tính tuổi thai nhi. Cái gì? Nha, đừng có hiểu lầm vợ. Mày nói thiệt hả? Ừ. Ờ, tao biết rồi. Thôi, chào mày. Cố gắng đi nha. Cảm ơn mày nha. Xin lỗi vợ, vì chồng đã nghi ngờ vợ, chồng đã đi tư vấn bác sĩ và hiểu rõ được cách tính thai của bé. Chồng thật là hồ đồ. Vì chồng không nói mà cứ im lặng, cho nên vợ không biết giải thích như thế nào. Tình yêu của vợ không đủ lớn để chồng tin tưởng hay sao? Chồng xin lỗi vì đã hắt hủi để mấy ngày qua, giờ phải chịu tủi hờn. Hãy tha thứ cho chồng nha. Nè, con á thiệt là hồ đồ à. Không có tìm hiểu kỹ càng gì hết trơn mà nghi ngờ vợ con rồi à. Nói vậy sao mẹ? Sao là sao? Có nghĩa là mẹ đó đã gặp bạn mẹ rồi, mà nó tìm hiểu về cái tuổi thai nhi rồi. Mẹ xin lỗi con nha. Thời gian qua tại vì do kém hiểu biết cho nên á, mẹ có nghi ngờ con. Đừng có buồn mẹ nha. Dạ không mẹ đâu. Tại vì con biết mẹ là cũng mong mỏi có một đứa cháu còn bế, cho nên rồi chuyện mới xảy ra như vậy. Nên thôi. À, coi như là mọi chuyện hiểu lầm, thôi là mình quên đi ha. Nè, để mẹ làm cho, từ nay không có làm gì việc nặng hết, để mẹ làm dưỡng thai, lo cho vợ, nghe không? Thôi được rồi em, sống á, cũng là một sóng gió. Hai vợ chồng mình mới hiểu nhau và gia đình chúng ta mới càng yêu thương nhau nhiều hơn. Bây giờ á, nếu mà hai mẹ con muốn đi đâu chơi, anh sẽ dẫn hai mẹ con đi chơi. Em có đồng ý không? Dạ, em đồng ý.